Như vậy đây là mình vừa triển khai xong cái bài giảng dựa trên cái câu đầu tiên của cái đoạn văn. Mình đang thấy trước mặt đây thì câu đầu tiên thì mình đang có từ chữ ideally đến chữ eyes. Và đây là hai chữ mà mình phải gọi là tập trung để mình khai thác. Thứ nhất là chữ ideally, thứ hai là chữ see things by eyes hoặc là with eyes. Rồi đầu tiên thì mình đang có cái cấu trúc là ideally. Như vậy mình muốn bắt đầu một câu nói mà mình muốn thu hút được gọi là thu hút được cái sự chú ý của người nghe. Thì thu hút thì mình phải nhớ đến cái hành động là attract. Ok, mình muốn attract được cái attention, ok, từ người nghe, from the listeners. Thì mình sẽ dùng cái từ ideally. Ideally không những là mình muốn thu hút được cái sự chú ý của người nghe và cả bản thân mình cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên với lại cái thông tin mình biết là surprise, okay? I feel surprised, okay, by the fact mình biết được cái sự thật này, mình cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên và mình cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Và nói về cái cảm xúc mà phấn khởi trong tiếng Anh á, người ta sẽ có cái cảm xúc là excited. Ngoài cảm xúc phấn khởi ra, mình lại cảm thấy vô cùng thích thú và vô cùng đam mê, vừa hào hứng mà vừa thích thú nữa, mà vừa có một chút xíu đam mê, thì mình sẽ có được enthusiastic. Enthusiastic là cái tổ hợp của thứ nhất là của cái cảm xúc là ok, tôi rất là hào hứng nghe, và sau đó là tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, energetic, và tiếp tục là tôi có một chút xíu, ok, a bit passionate. Như vậy mình hào hứng, mình phấn khởi, mình hào hứng và mình tràn đầy năng lượng, mình có thể làm tất cả mọi thứ mình muốn, thì mình sẽ có từ enthusiastic. Như vậy khi mà mình cảm thấy rất là gọi là ngạc nhiên với lại cái vấn đề mà mình đang triển khai và mình muốn thu hút được cái sự chú ý của người nghe, là cái yếu tố thứ hai, tôi muốn thu hút được cái sự chú ý của người nghe. Cái yếu tố thứ ba là tôi cảm thấy cực kỳ là gọi là hào hứng trong lòng, và cái yếu tố phấn khởi trong lòng là đây, phấn khởi nhé, phấn khởi, mình cảm cực kỳ cảm thấy phấn khởi. Và cái yếu tố thứ tư là mình gọi là cảm thấy rất là nhiệt huyết, là enthusiastic. Dùng một từ nhiệt huyết, nó là tổ hợp của ba cái cảm xúc ở phía trên: excited, energetic, a bit passionate. Ở đây, đây là bốn cái yếu tố để mình có thể sử dụng được cái từ ideally. Như vậy khi mình muốn bắt đầu một câu nói, mình muốn cho người ta biết là cái sự thật mình biết thật là gọi là thật là bất ngờ và tràn đầy cái nhiệt huyết mà mình muốn kể cho người ta nghe, thì mình sử dụng từ ideally hoặc là mình sử dụng từ interestingly. Và tiếp theo thì có một cái khúc kiến thức thứ hai mà mình cần phải chia sẻ là two ways to see a thing. Mình sẽ có hai cách để nhìn nhận một cái sự vật, sự việc gì đó. To see không có nghĩa rằng là thấy thôi, mà to see còn có nghĩa là nhìn nhận. Thì see nghĩa thứ nhất là tôi thấy bằng mắt thường của tôi, và see nghĩa thứ hai là tôi nhìn nhận một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống. Như vậy khi mà mình thấy bằng mắt thường thì mình sẽ dùng từ bare eyes. Và cái từ bear này nó đọc y chang như chú gấu là bear, hoặc là gấu trúc là panda. Và ngoài ra cái từ bear này nó lại có thể nói là mình nói về những cái gì mà mình chịu đựng. Như vậy tôi bear cái gì đó là tôi tolerate cái gì đó, tôi chịu đựng cái gì đó, tôi stand cái gì đó trong tiếng Anh. I stand something, I tolerate something, I bear something. Như vậy đối với những cái từ chịu đựng thì tôi sẽ dùng danh từ phía sau. Và khi mà mình chịu đựng là từ bear, là bear, thì mình cũng có phải nói về animal là the bear, và nói về bear bare, thì ngoài có nghĩa là gọi là mắt mắt người ấy, mình thấy bằng mắt người hoàn toàn, thì từ bear này nếu mà thêm ly vô thì nó có nghĩa là barely, có nghĩa là hardly. Hardly và barely là hai cái trạng từ dùng rất là lịch sự khi mà mình muốn nói là không cho cái hành động của mình. Thay vì mình nói là tôi không thích, là I don't like, thì người ta sẽ gọi là I barely like, cũng có nghĩa là tôi không thích, nhưng mà nó nghe nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ gọi là gentle hơn một chút xíu, nó gentle và nó rất là cái cảm xúc nó mang đến cho người ta là rất là nhẹ nhàng, rất là calm, người ta không có cảm thấy khó chịu gì hết, thì người ta sẽ dùng từ barely. Như vậy barely hoặc là hardly là cách thay thế cho nói không cho hành động. Khi tôi muốn nói giảm, nói tránh, để tránh cái sự mà đau lòng hoặc là mang cái cảm xúc khó chịu cho người khác,
thì trong tiếng Anh nó sẽ có từ verily thay vì dùng từ don't và từ doesn't trong câu. Để thực tế muốn nói là tôi phủ định cái đó thì tôi sẽ dùng từ verily và hardly. Rồi see có nghĩa là thấy, mình thấy bằng mắt thường. Và ngoài ra cái từ thấy này còn có nghĩa là gặp gỡ, nhưng mà từ gặp gỡ này nó chỉ có nó chỉ đi cùng với một người thôi, là bác sĩ. I want to see a doctor thì có nghĩa là tôi muốn gặp bác sĩ, tôi muốn đặt cuộc hẹn với bác sĩ, là I want to arrange an appointment with a doctor. Như vậy khi nói về mình muốn đặt cuộc hẹn với bác sĩ, mình muốn gặp bác sĩ thì mình sử dụng to see a doctor, meet a doctor là như thế này. Còn ngoài ra thì người ta dùng từ meet a doctor, meet dành cho tất cả mọi người thay vì chỉ nói về bác sĩ, nhưng mà see thì chỉ có see a doctor thôi chứ không see người khác được. Rồi tiếp theo thì see nghĩa nâng cấp lên thì nó có nghĩa là nhìn nhận. Mình nhìn nhận cái gì có nghĩa là mình cố gắng hiểu cái vấn đề theo cái chiều hướng mà người ta mong muốn. Mình đang có một cái cấu trúc trong tiếng Anh là tôi nghĩ theo cái chiều hướng mà bạn cho rằng là tôi nên nghĩ. Người ta hay gọi, người ta hay nói rằng là I comprehend the problem, okay? The problem the way I am supposed to do, okay? The way I am supposed, okay, to. Như vậy, mình có cấu trúc là to be supposed to cộng cho một cái action trong tiếng Anh là gọi là tôi cần làm cái điều mà người khác cho rằng tôi phải làm. Như vậy, nếu mà mình không hiểu một cái gì đó thì người ta hay nói rằng là what is that supposed to mean. Cái điều này nên hiểu như thế nào, cái điều này cái điều kia nên nghĩ như thế nào, thì người ta sẽ có câu hỏi thường hay gặp khi mà mình học tiếng Anh. Thay vì mình hỏi là what do you mean thì what is this supposed to mean, bạn muốn con hiểu điều này như thế nào, là đây là cách nói. Oh my god, what is wrong? Yeah, okay, đây là cách nói. Thì mình đang có là what is this supposed to mean, bạn muốn tôi hiểu điều này như thế nào. What are you supposed to do, bạn cần làm gì đối với mọi người. Như vậy tôi hiểu cái vấn đề theo cái xu hướng mà tôi cần hiểu, thì người ta đang dùng cái cấu trúc là supposed to do something. Như vậy khi tôi nhìn nhận một cái vấn đề, một cái con người, là tôi cố gắng hiểu người đó, hiểu thôi, hiểu bình thường thôi, thì người ta sẽ dùng từ understand, đây là từ là thông thường, mà hiểu mà cảm nhận một cách sâu sắc luôn, có nghĩa là tôi vừa hiểu mà tôi vừa đặt cái trường hợp của tôi vào người đó, là I put myself in her shoes và tôi cảm nhận được cái người đó, thì vừa hiểu vừa đặt mình vào trường hợp của người ta mà mình vừa cảm nhận được người ta, thì người ta sẽ dùng từ comprehend là như thế này. Như vậy khi tôi comprehend một cái vấn đề vào một cái cách mà tôi nên, thì người ta sẽ có một cái cấu trúc trong tiếng Anh là to be supposed to. Và ngoài ra tôi nhìn nhận cái sự việc, tôi cố gắng hiểu cái sự việc thông qua những cái giác quan của tôi mà không cần tiếp xúc với người khác luôn. Như vậy ở đây không cần tiếp xúc trực tiếp là face to face trong tiếng Anh, nhưng mà tôi dựa vào giác quan của tôi. Và một trong những cái giác quan mà gọi là nó được ưa chuộng và phổ biến nhất là giác quan thứ 6. Thì người ta sẽ dựa vào giác quan thứ 6 của người ta, là cái giác quan mà rất là supernatural, nó rất được gọi là siêu năng lực tự nhiên, supernatural, để người ta có thể cảm nhận được, người ta có thể đọc được cái sự suy nghĩ của người khác. Mình đang có cái cấu trúc đọc được sự suy nghĩ của người khác là read I don't mind, hoặc là feel người ta. Như vậy, để mà có được cái giác quan thứ 6 thì mọi người hay thắc mắc là bây giờ làm sao có được giác quan thứ 6. Thì mình thường thì nếu mà tu tâm dưỡng tính thì người ta hay dùng cái từ để gọi là train. Okay. We need to train, okay, to initiate our sixth sense. Như vậy mình cần phải luyện tập luyện thì mình mới gọi là khởi động được, mình mới gọi là mã hóa được cái giác quan thứ 6 của mình. Như vậy khi mình khởi động cái gì đó để cho nó hoạt động ấy, thì mình khởi động thì mình sẽ dùng từ initiate để cái đó nó operate, có nghĩa nó vận hành. Thì người ta sẽ dùng từ initiate, khởi động, để cho cái cỗ máy nó vận hành, hoặc để cho cái quá trình nó vận hành, thì mình sẽ dùng từ initiate. Như vậy tôi phải train như thế nào để tôi initiate được cái giác quan thứ 6 của tôi? Thứ nhất là người ta luôn luôn cân nhắc về cái vấn đề ở hiện tại. Thứ hai là đây, mình đang yêu cầu ở đây là người ta luôn luôn nhìn lại quá khứ hoặc là những cái ký ức với cái người
mà người ta đang có cái problem với, là người ta đang có cái problem với. Như vậy khi người ta cân nhắc ở hiện tại cái vấn đề, cái problem của người ta là gì, cái thứ hai người ta xem lại là những cái quá khứ và những cái ký ức với người đó, người ta đã trải nghiệm được cái gì, và cái thứ ba người ta sẽ gọi là người ta sẽ nhớ lại, người ta sẽ hồi tưởng lại, người ta sẽ hồi tưởng lại những cái hành vi của người đó, những cái hành động của người đó đối với cái việc mà giải quyết vấn đề trong quá khứ. Như vậy người này có những cái hành vi gì, có những cái hành động gì đối với những cái vấn đề mà trong quá khứ, thì người ta sẽ hồi tưởng lại. Như vậy đối với một người muốn train cái giác quan thứ 6, thứ nhất là mình phải biết là ở hiện tại mình có cái vấn đề gì, cái problem của mình trong cái present là gì. Cái thứ hai, mình với người này có những cái experience gì, có quá khứ với nhau hay là không, có ký ức với nhau hay là không. Cái thứ ba, mình phải mường tượng lại, là reflect, có nghĩa là think back, là tôi mường tượng lại. Thay vì lúc nào tôi cũng dùng được I try to think back about, nó rất là đơn giản, thì mình sẽ dùng từ mường tượng. Tôi mường tượng lại những cái hành vi ứng xử của người đó, những cái cách mà người, cái cách người đó hành động để giải quyết cái vấn đề trong 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 quá khứ. Và cái cuối cùng là đây, là cái thứ tư, là tôi sẽ luôn luôn nghĩ về, tôi sẽ luôn luôn nghĩ về cái tính cách đặc trưng của người đó. Như vậy người đó có cái tính cách gì, người đó thường hay có hành vi như thế nào, cách giải quyết vấn đề như thế nào, người đó và tôi có những cái va chạm gì trong quá khứ, và có những cái hồi ức gì đã cùng trải nghiệm với nhau, experience với nhau, và cuối cùng ở hiện tại tôi có cái vấn đề gì với người đó. Thì lúc đó thì mình sẽ initiate được cái giác quan thứ 6 của mình, và mình sẽ dựa vào cái giác quan thứ 6 này để mình cảm nhận được người đó ở hiện tại, để mình đoán được những cái suy nghĩ trong đầu người đó. Thì read other person's mind. Như vậy khi tôi read other person's mind thì mình đang có một cách nói khác là read other people's or get thoughts. Mình cố gắng đọc được những cái suy nghĩ của người ta. Là đây là cách mà mình muốn chia sẻ, là về cái sự nhìn nhận đối với từ C theo nghĩa nâng cao. Rồi tiếp theo thì mình sẽ có cái câu thứ hai, nó sẽ làm rõ cái từ see hơn. Seeing the plan above. Okay, right here. Seeing the plan above. Knowing someone is looking out for them gives the troops below a greater sense of confidence. Như vậy, khi mà đi quân đội thì ở trên không trung ấy, là in the air, là những cái pilots, là những cái phi công, mà ở dưới đất là những cái gọi là những cái lều trại của quân lính, thì người ta sẽ dùng the troops on the ground. Và khi mà mình thấy những cái gì bằng mắt, thường là see with our eyes, thì khi mà mình thấy máy bay ở trên đầu nè, và mình biết được rằng thì ra là mình đã có người gọi là có support rồi, có người hỗ trợ rồi, thì khi mình biết được là có người khác đang gọi là trông ngóng mình, đang quan sát mình, đang giám sát mình, thì mình đang có cái từ rất là hay là look out for người nào đó, là người ta đang giám sát mình bằng gọi là bằng những cái equipment, những cái thiết bị của người ta, và gives the troops below a greater sense of confidence. Khi thấy máy bay ở trên thì cảm giác được, feel được, hoặc là vừa cảm giác và vừa biết được chính xác luôn, là know và feel và know luôn, có người đang quan sát và giám sát cho mình, thì nó cho quân lính cái cảm giác đó rất là tự tin. A greater sense of confidence. Như vậy confidence được gọi là sự tự tin. Sense được gọi là nói về cái giác quan. Thì giác quan nó mạnh hơn feeling rất là nhiều. Feeling thì mình thấy, hoặc là mình sờ, mình nắm, thì từ từ mình sẽ có feeling. Còn sense thì trước khi cái việc đó xảy ra là mình đã sense được cái gì rồi, là có nghĩa là mình đánh lùi được cái gì rồi. Bản chất của từ sense, nghĩa thứ nhất là giác quan, nghĩa thứ hai nó là động từ, là tôi đánh lùi được cái gì, là người ta sẽ dùng từ sense trong tiếng Anh. Rồi như vậy ở đây mình đang có từ sense để bổ trợ làm to cái brain map ra. Từ ở đây nói về sixth sense thì nó dựa vào cái đoạn văn thứ câu thứ hai của đoạn văn, lại có từ sense gọi là kết nối cái câu thứ hai của đoạn văn vừa đọc và kết nối với lại cái ý tưởng của cái giác quan thứ sáu. Như vậy nói về từ sense thì không thể nào mà quên được những chú cuốn được gọi là puppies. Puppy sense rất là tốt, hoặc là những chú chó trưởng thành, dogs. Ok, thì gọi là mấy chú này thì người ta mấy chú này gọi là đánh hơi rất là tốt. Như vậy khi mà người ta sense cái gì đó, puppy sense cái gì đó, thì họ thì đã tìm được already, là đã tìm được, ok, đã tìm được cái mà puppy đang cần,
already fight. Okay, what they want to fight. So we have to sense. Nhưng mà khi nói về con người, people sense cái gì đó là người đó, okay, cảm nhận được cái gì đó đang xảy ra. Feel that something is happening. Và có được, và có thêm một cái cảm xúc là người đó nghi ngờ về cái gì đó có thể xảy ra. Như vậy khi mà mình nghi ngờ thì mình đang có từ suspicious. Feel suspicious about something, là nghi ngờ về cái gì đó, hoặc nghi ngờ cái gì đó có thể xảy ra thì mình sẽ dùng từ that. Và khi mình nghi ngờ thì mình lại gọi là mình nghi ngờ cái điều đó có thể xảy ra hay điều đó không thể xảy ra thì mình lại có từ doubt. Doubt khi đọc thì chỉ đọc chữ D-O-U-T, có nghĩa là doubt, và thêm đánh chữ T phía sau, không đọc chữ bờ. Bờ là âm điếc. Như vậy tôi nghi ở đây không phải là cái dạng mà nghi ngờ. Cái tiếng Việt nó như thế nào, tiếng Anh nó như thế đó, là cái chữ nghi ngờ của tiếng Việt, là cái chữ suspicious của tiếng Anh. Còn cái từ doubt ở đây là mình nghi người khác có làm được hay là không. Cái doubt ở đây có nghĩa là mình nghi trái ngược với, okay, trái ngược với sự thật. Giống như là người đó làm cái gì đó sai và mình nghi là người đó là gọi là không phải là criminal, không phải là tội phạm, thì lúc đó người ta sẽ dùng từ doubt. Hoặc là mình không tin tưởng vào một ai đó thì mình sẽ dùng từ doubt. Như vậy nói chung là mình không tin tưởng, mình thiếu cái sự tin tưởng, là lack, okay, lack trust. Lack là động từ, trust in someone, mình thiếu tin tưởng vào ai đó thì mình sẽ doubt người đó. Như vậy khi mình doubt có nghĩa là mình nghi người nào đó, khi mà mình thiếu cái sự tin tưởng. Như vậy I doubt that người đó có thể ăn cắp cái gì đó. I doubt that người đó có thể commit a crime, có nghĩa là có thể phạm một cái tội án gì đó. I doubt that, okay, người đó có thể hành động cái gì đó mà mình chưa biết được trong cuộc sống. Như vậy khi mà mình dùng từ doubt thì nó thiên về cái việc mà mình không có tin tưởng người ta. Còn về từ feel suspicious là mình mới có chỉ có nghi ngờ thôi, nó chưa có nói được lên rằng là mình tin tưởng hay là mình không tin tưởng. Mà còn nói về khi mà dùng từ doubt rồi là 100% là tôi không tin tưởng, cho ra cái cảm xúc không tin tưởng đối với cái người nghe luôn, nó rất là nặng nề. Do đó thì đối với cảnh sát thì người ta đang dùng từ suspicious nhiều hơn, tại vì người ta làm theo quy trình, người ta làm theo cái procedure của người ta, người ta làm theo quy trình thì người ta sẽ dùng từ suspicious, suspend cái gì đó, okay. Đây là gọi là quy trình của cảnh sát hoặc là quy trình của một con người. Khi mà người ta chỉ nghi ngờ thôi, chứ người ta không có thiếu sự tin tưởng vào một người nào đó. Ở đây mình đang có nói về từ sense. Như vậy khi mà people I sense that something is going to happen, như vậy tôi cảm giác được rằng là có điều gì đó sẽ xảy ra. Something is going to happen. Như vậy mình cảm giác được cái gì đó có thể xảy ra thì mình sẽ dùng từ sense trong tiếng Anh. Feel that something is happening, feel suspicious about something, nghi ngờ cái việc gì đó sắp sửa xảy ra hoặc người nào đó như thế nào đó, nhưng mà chỉ là sự nghi ngờ một cách được gọi là nhẹ nhàng chứ không có gây cái ác cảm, sẽ dùng từ suspicious. Còn nghi ngờ mà thể hiện cái sự không tin tưởng người đó luôn là lack trust thì người ta sẽ dùng từ doubt bằng tiếng Anh. Và tiếp theo mình đang có cái từ rất là hay là mình giám sát, mình bảo vệ người nào đó, thì mình sẽ có một cái động từ là look out for someone. Như vậy khi tôi look out for someone có nghĩa là thứ nhất tôi observe, tôi giám sát bằng mắt của tôi, và thứ hai tôi watch, okay, watch nó mạnh hơn, watch over người nào đó có nghĩa là mình vừa trông coi á, mình trông coi, mình sợ người đó bị cái này bị cái kia, thì người ta sẽ dùng từ watch out để người ta phòng tránh được. Phòng tránh là avoid những cái accidents. Còn khi mà tôi observe thì tôi chỉ observe bằng mắt thôi, người đó bị cái gì hay là có accident thì tôi mặc kệ. Như vậy thứ nhất nó bao gồm từ observe, thứ hai nó bao gồm được cái từ watch over, thứ ba chắc chắn rồi nó bao gồm cái từ được gọi là bảo vệ, trong tiếng Anh là protect. Như vậy khi tôi dùng từ look out for someone thì tôi đang muốn nói rằng tôi cố giám sát theo cái công việc tôi được phân công, tôi trông coi người đó và tôi bảo vệ người đó, thì người ta sẽ dùng từ look out for someone. Và khi tôi dùng từ look out for someone thì nó lại hơi na ná giống từ reach out to someone. Như vậy khi tôi reach out to một người nào đó là tôi cố gắng kết nối với người đó khi mà tín hiệu nó bị nhiễu, hoặc là khi mà mình đang trong
những cái tình huống như là chiến tranh hoặc là dịch bệnh này nọ, những cái connection nó bị shut down hoàn toàn, thì mình sẽ có thể reach out to somebody. I try to reach out to you because I want to connect. Okay, I want to connect. I want to connect you. Okay, I want to contact you. Như vậy khi mà tôi cố gắng kết nối với ai đó thông qua cái liên hệ thì tôi sẽ dùng từ reach out to người nào đó trong tiếng Anh. Và đây là cái biểu đồ đầu tiên cho cái ca phủ đạo. Cái tiết đầu tiên là tiết nghe giảng từ 8:05 cho đến 8:31. Và bây giờ please double check your Zalo account for the second link. Và khi mà second link là mấy bạn sẽ thuyết trình dựa trên cái biểu đồ này. Okay, so right now I'm going to end the link. Please double check the second link sent to you via Zalo.